Ok, bữa trước mình đã làm được cái trang size nó hiển thị như thế này rồi, đúng chưa? Bây giờ mình làm thêm cái chức năng đó chính là thêm vào giỏ hàng. Thì như vậy là mình sẽ thêm vào cái nút là mua ngay chỗ này. À, thêm vào cái nút mua ngay chỗ này. Thì để làm được việc này á, thì cái bên cái chỗ cái trang men.cs của thầy á, thì thầy có thêm vào đó chính là cho cái này nó xuống lên nha. Đấy. Thì có thêm vào cái chỗ là khi mà mình thực hiện là mình gọi cái thằng hotdeal ra đó, sản phẩm của hotdeal đó, thì mình thêm vào cái nút ngay đây. À, cái nút bên đây thì cái nút này á, cái nút này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái button, và button này nó có cái data ID. Mình sẽ đưa vào một cái attribute nữa, một thuộc tính nữa, đó chính là một cái data ID. Và data ID này của chúng ta đó là mình sẽ để lấy cái thằng item.id để bỏ vào, giống như bữa trước mình làm đối với nút thêm ở nút sửa và nút xóa bên cái thằng admin, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái class btn by để mình có thể là thực hiện mình lấy những cái nút này, lấy những nút này, đúng không? Btn by. Rồi ok, vậy thì lúc này đối với hotdeal thì cũng làm như thế, và đối với tv thì cũng làm vậy ha, thì cũng có cái nút. Rồi đối với cái thằng tủ lạnh này cũng có đúc luôn, thì cũng có đúc luôn, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái sự kiện cho nó. Năng là thêm vào giỏ hàng, đúng không? Thêm vào giỏ hàng. Đấy. Thầy sẽ gọi là document chấm add event listener, nghĩa là lắng nghe sự kiện. Và cái sự kiện mình lắng nghe đó chính là cái sự kiện clip. Và trong cái clip này thì chúng ta sẽ có một thằng event. Có cái thằng đó là event. Rồi sau đó thầy sẽ gọi cái arrow function lên chỗ này, tạo arrow function chỗ này. Rồi nếu như mà cái event đó chúng ta mà chấm target, nghĩa là cái mục tiêu của mình mà có cái một cái lớp ở trong đó, class list, chấm content, nghĩa là gì? Nghĩa là khúc này là cái chỗ mình list vào á, mà cái đối tượng đó có cái class đó là btn. BTN button, đúng không? À, xin lỗi, BTN là nãy đặt gì? BTN gì? BTN by, đúng chưa? BTN by. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện, ta gọi cái ID của nó. ID bằng e.target, e.target là cái đối tượng của mình nãy mình bắt được á. Sau đó mình lấy cái thuộc tính của nó, get attribute. Attribute. Đó chính là gì? Đó chính là thằng data ID ở trên. Data ID, data ID nhé, data ID, đúng không? Ok, đúng chưa? Data ID. Rồi bỏ vô đây. Data ID chỗ này, đúng chưa? Rồi. Mình coi số lốc là thử để coi mình bắt có được không. Các bạn có quá trình các bạn chạy thì các bạn thực hiện từng bước như thế để coi mình có lỗi không cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nó thử nè. Bấm vào mua ngay nè. Ok, nó ra được cái ID của nó là ổn rồi ha. Bấm vào mua ngay nè. Đấy. Đấy, ok, mình đã bắt được cái ID của nó rồi. Bây giờ đã có cái ID rồi thì chúng ta tiến hành làm gì? Mình lấy sản phẩm dựa vào cái ID đó, đúng không? Thì để lấy sản phẩm dựa ID đó thì chúng ta có thể gọi câu lệnh là gì? Product.reservice.gì? Get data by ID. Bữa trước mình đã có tạo một cái hàm đó là get data by ID, đúng chưa? Đấy. Mình sẽ truyền cái thằng ID này vào, truyền cái thằng ID này vào, và ngay chỗ này thì chúng ta có thể là gọi luôn, ngay chỗ này thì có thể gọi luôn, thầy gọi cái này là call, sau đó thì cho cái thằng này là product bằng gì, product, product là một sản phẩm nha, bằng product service chấm get data by ID, nhưng mà cái thằng này nó trả về cái thằng cái promise, do đó các bạn phải bỏ vào cái thằng gì quay chỗ này, bỏ vào cái thằng away chỗ này. Nếu mà bỏ vào away này thì ngoài đây mình phải thêm gì? Xin đúng không? Thầy sẽ xin vào thằng xin ngay chỗ này vô nha. Xin rồi, ok, mình có được cái rổ đất rồi, mình thử mình in ra thử ha, chạy tới đâu in cho nó còn slot rổ đất ra đấy, thử nè, lộn,
Rồi nhấn vào cái console, nhấn vào mua ngay. Đấy, mình đã lấy được cái thằng sản phẩm ra rồi, đúng chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ khai báo một cái kẹt nha. Less kẹt bằng gì? Bằng rộng. À, lúc này mình sẽ cho nó bằng rộng. À, thì sau đó thầy sẽ thực hiện công việc là thầy boost nó vô, boost phần tử của mình vô. À, vậy thì cái kẹt của mình là chấm boost, mình sẽ boost cái thằng product ở trên luôn, product này, được không? Đấy. Sau đó thì thầy thử thầy console log cái thằng kẹt ra. À, để coi nó có giá trị như thế nào nhé. Rồi ok thử nè. Mua nè. Đấy. Lúc này các bạn thấy nó đưa vào một phần tử không? Và đây là cái mảng này đúng không? Nó có dấu ngoặc là đúng chưa? Đấy, nó có dấu ngoặc đó. Sau đó thầy bấm tiếp thằng khác. Đấy, lúc này các bạn thấy là bao giờ như thế nào? Tại sao nó vẫn có một phần tử vậy? Thầy mới bút vô mà nó vẫn có một phần tử là như thế nào? À, lý do là khi mình thực hiện như thế này, mình bấm vô nè, thì lúc này mình gọi cái mảng này nó rỗng lại lần nữa rồi, đúng không? Cho đó cái này phải đưa ra ngoài. Rồi, ok, trả lời này. Mua ngay nè. Mua ngay nè. Đấy. Mua ngay nè. Đó, lúc này các bạn thấy lúc này nó lấy được cái phần tử không? À, lấy được phần tử ha. Rồi, lấy được phần tử rồi. Bây giờ thầy sẽ thử thầy tạo cái... Thầy thử thầy tạo cái gì? Thầy tạo cái trang là cái trang kẹt. À, cái trang kẹt. Đấy. Thì cái trang kẹt này thầy cũng bắt chước cái thằng IDS này, thầy copy ra IDS thì copy IDS.html thì copy ra thành cái thằng kẹt đúng không? À, thành cái thằng kẹt. Đây. Ok. Nhưng lúc này mình bỏ bớt đi. Bỏ bớt cái gì đây ta? Bỏ bớt cái gì đây ta? Mình bỏ đi mấy cái box này nè, đúng không? Ờ, cái này banner quảng cáo hả? Cái tủ lạnh đâu rồi? Box danh mục nè, đúng không? À, hot deal nè, có mấy thằng hot deal nè. À, bóc danh mục, bóc danh mục, bóc danh mục rõ. Ok, bỏ cái này thử xem sao. Rồi, chạy cái kẹt lên. À, ok ha. Bỏ thêm cái gì nữa đi. À, bỏ thêm hai cục giảm thêm viên khuyến mãi này đi. Đây, bóc này giả luôn. Rồi gì đó, bùng nổ khuyến mãi này đúng không? Bỏ luôn. Ok, bùng nổ khuyến mãi đâu? Cái này rồi ok đó. À, bỏ đi rồi cũng còn cái thằng nữa, cái banner này nằm đâu đây? Ok, chắc cái quá rồi, bỏ luôn. Vậy thì lúc này thầy chỉ còn cái khúc như thế này thôi đúng không? À, khúc như thế này mình sẽ chèn cái giỏ hàng nó vào trong đây. Bây giờ ngay chỗ này á, thì thầy sẽ tạo một cái thằng mình tạo riêng đi, mình tạo riêng một cái thằng đi. À, thầy sẽ gọi đó là cái thằng cạc chấm cs cạc chấm cs. Vậy cái thằng cạc chấm html này của mình á, cái thằng cạc chấm html này của mình á, thì lúc này ngay bên đây nè, mình sẽ thêm vô ngay chỗ đây là cái gì đây. À, thầy sẽ cho nó là script, thầy sẽ nhúng nó vào là cái gì, src, thầy nhúng cái gì vô, cạc chấm cs vô. À, thầy nhúng cái cạc chấm cs vô được chưa? Đấy. Rồi sau khi nhúng vào rồi á, thì bên đây thầy thử console log ra, console.log, xóa cái này đi, thầy sẽ ghi như đây là dữ liệu cạc, dữ liệu giỏi. Sau đó thầy cộng với là cái cạc ngay chỗ này để coi nó ra cái gì nhé. Thì hồi nãy mình có cái mảng cạc đúng chưa? À, thì lúc này các bạn thấy là sao, cái gì đây? Cái chỗ này thì bên cái chỗ này ha, bên cái chỗ kẹt cái trang kẹt HTML này thì không còn đụng tới cái thằng main.js nữa, thì bỏ khúc này đi. À, bỏ khúc này đi rồi ok, coi nó còn cái lỗi gì nữa không. À, trả lời này nha. Đó. À, thì mình thấy là hết lỗi rồi, hết lỗi rồi. À, ở đây là cảnh báo về Google Maps này, cái hình ở phía dưới nó không hiện cái gì nè. Đấy. Rồi. Nó vẫn hiện nè, làm sao nó vẫn cảnh báo ở chỗ này. Rồi cái kẹt của mình nó nói là kẹt mình chưa định nghĩa. À, như vậy rõ ràng là nếu một cái mảng của chúng ta đó, cái mảng của chúng ta mà ở cái trang này á, mà mình đi qua cái trang bên kia, à, mình qua cái trang kia
À, thì nó không nhận ra, à, nó không nhận ra, à, nó không nhận ra cái kẹt đó là gì hết, à, cái kẹt đó là gì hết. Bây giờ dù cho mình có nhúng vô cái thằng là script như hồi nãy ha, mình có nhúng vô là cái thằng main.js đi, main.js vô đi, rồi mình có nhúng vào is best, rồi mình có nhúng vào thì các bạn thấy lúc này nó vẫn gì, nó vẫn báo là kẹt này là không có định nghĩa, à, mặc dù là bên cái thằng Mercedes bữa trưa nãy là mình có khai báo cái giỏ hàng là đúng không, à, nó vẫn không có hiểu, à, nó không có hiểu, à, nó không hiểu đó là gì hết. Ừ. Như vậy lúc này á, khi mà thực hiện mình từ trang này mà qua cái trang kia, à, từ cái trang này mà qua cái trang kia thì cái thằng cái dữ liệu mà mình ở bên JavaScript mình nó sẽ bị mất, nó sẽ bị mất, mà muốn lưu lại cái dữ liệu của mình để mà qua cái chỗ khác có thể sử dụng được á, có thể sử dụng được á, à, thì lúc này á, các bạn phải lưu nó vào trong local storage, à, nghĩa là cái chỗ lưu trữ, à, dữ liệu của cái browser, à, local storage, à, cục bộ lưu trữ cục bộ, à, ở trong cái browser đấy. Thì để làm được cái việc đó thì ngay chỗ cái thằng này nè, lép kẹt nè, lép kẹt nè, à, lép kẹt nè, thầy sẽ khai báo ở ngay chỗ này, à, ngay chỗ này là nếu như cái local story này, à, chấm get item, nghĩa là mình lấy trong local story là, à, có một cái thằng đó tên là kẹt có hay không, nghĩa là chấm hỏi có hay không, à, nếu như có nghĩa là lúc đó mình đã lưu dữ liệu vô rồi, à, lưu dữ liệu vô rồi, à, thì lúc này á, mình sẽ làm gì, mình sẽ lấy local storage chấm get item, à, get item mình sẽ lấy thằng đó ra, à, nghĩa là nếu mình có tồn tại một cái local storage mà một cái item là tên là kẹt ở trong cái local storage mà có tồn tại thì mình lấy cái thằng đó ra, à, ra và đổ vào trong cái biến mảng này, à, nhưng mà khi đổ vào trong biến mảng này do cái thằng local storage này á, cái dữ liệu của nó là cái dạng dạng string, à, do đó khi mà mình chuyển qua cái thằng này á, à, chuyển qua mình để mình lưu bên ngoài á, thì các bạn phải chuyển sang là cái đối offset, nghĩa là JSON, à, JSON thì ngay chỗ này là các bạn phải có JSON, à, okay, phải có JSON mà JSON bạc nha, JSON chấm bạc đó, à, sau đó mình đưa cái thằng này vô được chưa, à, rồi rồi nếu như mà cái trường hợp còn lại á, mà trong đó nó không có thì lúc này mình mới khai báo nó ra rồi, à, hiểu ý chỗ này chưa, à, à, rồi ngay chỗ này nghĩa là cái gì, khai báo cái biến kẹt lấy dữ liệu rồi như thế này đi. Đầu tiên là kiểm tra, à, có cái kẹt ở trong local storage hay không, à, local storage hay không, storage hay không, à, nếu có thì lấy nó, à, còn còn không thì sao, còn không thì là thì khai báo là mảng rộng, à, thì lấy mảng rộng, à, đấy được chưa, để mảng rộng đổ vào trong đó nha, rồi, à, sau đó thì thầy sẽ thực hiện công việc là thầy à, tới chỗ này rồi đúng không, à, thì kiểm tra, à, lúc nãy chúng ta thực hiện là thêm nhưng mà chúng ta chưa có thêm cái vụ trùng vào, à, trùng vào, à, có trường hợp mà như mà mình bấm về sản phẩm đó thì cái sản phẩm đó nó không có được thêm vào mà nó chỉ tăng cái số lượng nó lên thôi, à, sản lượng nó lên thôi. Vậy thì cái khúc này nè mình sẽ kiểm tra bằng cách là thầy sẽ tạo một cái index, à, mình sẽ tìm, thì tạo cái tiếng cái biến index này để nhiệm vụ là đi tìm ở trong cái thằng kẹt đó, à, tìm kiếm cái thằng file index, à, tìm kiếm cái thằng file index, file index này là một cái hàm này dùng để tìm các phần tử ở trong đó, à, thỏa một cái điều kiện gì đó sau đó trả về cái index của chính nó, của thằng tử đó, nhưng mà nếu cái phần tử đó mình không tìm ra
thì nó sẽ trả về là trừ một nha. Này, coi item tìm trong các từng phần tử ở trong cái kẹt này, à, đó chính là item. À, nếu như mà cái item nào mà chấm ID mà bằng gì, mà bằng rodas.id, à, rodas.id nghĩa là sao? Rodas.id là cái thằng hồi nãy của mình là đúng không? À, mà cái thằng item mà chấm ID của mình là bằng cái thằng rodas.id. À, thì vậy là đã, vậy là mình tìm được, thì mình sẽ in cái index của thằng đó ra. À, in index ra. Còn trường hợp mà không tìm được thì trả về là trừ một. À, rồi nếu như mà cái index này á, cái index này á mà chúng ta mà bằng là trừ một, à, bằng trừ một, à, thì lúc này mà thầy sẽ coi đưa cái thuộc tính là product, thì thêm vào một thuộc tính nữa trong cái thằng product này. Product này mình hiện giờ chúng ta làm offset đúng không? À, đó là thuộc tính là quantity, thì ghi tắt là quantity, à, là số lượng nó cho nó bằng một. Mình sẽ cho nó mặc định khi mà nếu như mà chưa có sản phẩm đó trong cái giỏ hàng, thì lúc này cái số lượng chúng ta sẽ đưa vào đó là một ha. Ngược lại à, thì cái kẹt index của chúng ta, cái kẹt index nghĩa là cái phần tử đó, à, phần tử đó trong cái kẹt, à, nó có cái thuộc tính là quantity, mình sẽ tăng lên là cộng một, cộng bằng một ha. Rồi đấy, sau đó mình làm gì? À, cái khúc mà ở trên đây luôn, cái khúc mà khi mà số lượng bằng một thì mình đẩy nó vào luôn, kẹt boost.product nè, mình đẩy nó vào trong đây luôn nha. Rồi local storage chấm gì, à, set item, à, set item, set item. Hồi nãy là get item nghĩa là gì? Get item nghĩa là lấy ra, lấy cái thằng mà kẹt này ở trong cái local storage này ra. Còn bây giờ set item nghĩa là bỏ nó vô, à, bỏ nó vô. Sau khi mà mình đã có cái kẹt rồi, à, mình boost phần tử rồi, à, hoặc là mình tăng số lượng của phần tử đó rồi, thì mình thực hiện là mình đẩy nó vô ngược lại. À, vậy lúc này mình đẩy nguyên cái giỏ hàng nó vô luôn, cái kẹt này, đẩy nó vào trong một cái thằng tên là kẹt. À, rồi mình có thực hiện là JSON chấm stride chấm stream chấm stream, à, xin, xin, xin file đúng không, xin file kẹt đấy, nghĩa là cái kẹt đó chúng ta hiện giờ là offset nè, mình muốn đưa vô JSON á, mình đưa vô cái local storage ấy, mình chuyển sang dạng chuỗi, à, dạng chuỗi, à, screen nè, dạng screen nè, để mình bỏ vào trong đó. À, rồi ok, rồi sau đó thì chúng ta thử console log local storage, mình get nó ra, get item kẹt, à, mình console log nó ra thử coi nó ra sao. Đấy, ok. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nè. Mình qua cái trang hồi nãy của mình nha. Rồi lúc này thầy bấm vô cái thằng sản phẩm nè. Đó. Lúc bạn thấy, các bạn thấy như thế nào? Lúc này nó sẽ là nó có cái thằng là nó lấy được ID, nó lấy được sản phẩm, nhưng mà còn show log thì nó không có ra nè. Kiểm tra lại mình ghi có đúng không? À, get item này mở ngoặc chứ không phải là, à, đóng ngoặc nhé. Mình đang rồi, ok rồi, làm lại is best console, bấm vào đấy. Lúc này các bạn thấy mình đã đưa cái dữ liệu đó là cái gì vô. À, cái gì đó, ID gì đó, à, đó. Đưa vào cái thằng số 8 này, ID bằng 8 này vào nè, đúng không? À, ID bằng 8 này vào. Rồi, à. Ồ. Tại sao bấm thằng này vậy mà lại ra thằng kia vậy? Tại sao bấm thằng này mà lại ra thằng kia vậy? Vui vậy. Thử lần nữa kìa. Bây giờ mình sẽ xóa đi, xóa cái dữ liệu mấy bạn vô space, các bạn vô application, vô story nè. À, các bạn clear data ở đây, nghĩa là mình xóa đi cái dữ liệu trong cái thằng local story nhé. Rồi mình trả lại nè, space.
Console à, mình chạy lần này cái à, hiện giờ chưa có gì đúng không? Rồi thầy bấm vô cái thằng sao vậy? Rồi thầy bấm vô cái thằng Samsung Smart TV này đi. Đấy, sao tự nhiên thằng này đúng số 5 nè, đúng không? Đưa vào sản phẩm là 5 là đúng chưa? Hồi nãy mình bấm cái thằng nào nó không ra không đúng vậy ta? Bấm thằng này coi. Số 10 nè, đúng không? À, số 10 nè. Số 10, mình bấm vào ID là 10. Đây nó có lưu ID bằng 10 chưa? Đây, nó có ID bằng 10 rồi nè. Đồng thời cái năm này nó cũng có luôn nè, đúng chưa? Đó, ok. À, bây giờ có thể là mình chuyển cái thằng này qua cái thằng gì? Mình lấy cái thằng này đi, coi chỗ ít này, cái thằng này mình sẽ di sần bạc ở chỗ này, di sần chấm bạc để nhìn nó rõ hơn ha. Rồi thầy bấm vô là thằng khác đi, mua ngay isbet nè, Quanson đấy, offset array, offset là tủ lạnh nè, đúng không? Rồi ok, array nè, đúng không? Bấm vô cái thằng rồi thì bấm vô một thằng khác đi đó. Lúc này các bạn thấy nó hiện lên là 3/4 liền rồi, thấy chưa? Này thằng này nhìn dễ hơn nè, 50 bị 11 là đúng chưa? À, rồi vậy là chúng ta đã thực hiện là chúng ta lưu được cái thằng local storage được rồi đó. Mà nếu như mình lưu được cái dữ liệu cái cạc mình ở trên cái local storage á, thì qua bên cái thằng gì, qua bên cái trang là cạc này, lúc này chúng ta có thể là mình in nó ra được. À, in ra được, in nó ra được. Rồi ok, in ra như thế nào nha? Bên cái thằng kẹt này nè, lúc này là thầy thôi cái thằng kẹt này chắc HTML thì bỏ cái thằng này đi, không liên kết với thằng này nữa đúng không? Thằng này về độc lập, độc lập một trang độc lập, và nó có liên kết tới cái thằng CSS của nó là kẹt.js. Rồi bây giờ thầy còn console log của nó là cái gì nè? Còn console log của nó là gì? Thầy còn console log ngay chỗ này ha, là thầy sẽ đây, qua bên thằng kẹt thì còn số lốc nó ra thử đó, is bad, bấm vô còn sò đấy, các bạn thấy không, nó bắt được rồi. À, vậy ở cái trang kẹt mà bắt được rồi, nó ra được cái mảng rồi. Lúc này chúng ta chỉ cần show cái dữ liệu của cái thằng này ra thôi. À, show dữ liệu của thằng này ra thôi nha. Rồi bây giờ nó có, hồi nãy mình có làm cái công việc đó là chúng ta thực hiện, nếu như mà sản phẩm trùng nè thì tăng số lượng lên. Bây giờ mình thấy cái thằng nào trùng người ta, mình qua lên kia mình chép thử như thế nào nhé. Rồi qua bên đây nè, rồi đây nè, mình chép lại kìa. Rồi bây giờ thì bấm vô cái thằng đầu tiên đi, bấm đại vô cái thằng đầu tiên, mua nè. À, 4 sản phẩm là đúng không? Đây, 4 sản phẩm. Rồi mình chép thử cái thằng đầu, cái thằng thứ ba nè, thằng thứ ba là thằng thầy mới bấm vào đó. À, thì nó có quality ti không? Đây quality ti của nó là một, số lượng nó là một đúng không? Bây giờ thầy bấm vô nó cái nữa nè, đấy bấm vô nó cái nữa thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó hiện giờ là cái gì, nó hiện giờ lúc này nó sẽ hiện ra là ở trên là mấy sản phẩm, ở trên nó cũng là 4 và dưới nó vẫn là 4, nó không tăng lên đúng không? À, nhưng mà nó không tăng lên, nhưng mà cái gì, cái phần cái số 3 này thì các bạn chép, các bạn sẽ thấy là cái quality nó sẽ tăng lên là 2. À, cái quality nó sẽ tăng lên 2 đúng chưa? Rồi đấy, vậy là mình đã thực hiện cái phần là check trùng sản phẩm rồi ha, mua cái sản phẩm này trùng rồi ha. Đấy, ok. Vậy thì cái khúc này chúng ta qua bên cái phần là cái giỏ hàng. À, mình qua bên cái phần giỏ hàng á, thì các bạn tiến hành là mình sẽ tạo cái giao diện cái giỏ hàng này nha. Ok, vậy thì qua bên cái kẹt chấm HTML này nè, mình sẽ thêm vào cái khúc nào đây, cái khúc header đâu rồi? À, cái footer này đúng không? Đây là footer này đúng không? Đây. Còn khúc trên là khúc gì đây? Box menu này đúng không? Rồi. Box menu rồi, vậy thì cái chỗ này là trống này. À, chỗ này mình sẽ ghi vào là cái giỏ hàng ngay chỗ này ha. Thì để thực hiện cái phần có giỏ hàng này thì sẽ tạo một cái class là kẹt đi. À. Rồi trong cái kẹt này ví dụ như thì ghi là ok, đây là giỏ hàng. Đấy, qua đây chép thử coi nó có ra lên chưa. À. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái table chỗ này. Table. Table thì chúng ta nhớ là ta có th là cái đầu của nó.
À, lại tiêu đề đầu nữa. Trong cái TH này có thầy có TR. Thì bảng giao hàng chúng ta có cái gì đây? Có cái gì đây? À, mình có cái số thứ tự nè, đúng không? Mình có cái số thứ tự nè. Sau đó mình có cái gì nữa? Mình có cái tên sản phẩm nè, đúng không? Có cái tên sản phẩm. Rồi, mình có cái gì nữa? Mình là có cái hình nè, đúng chưa? Có cái hình nè. Rồi, mình có cái giá nữa. Có cái giá. Rồi, mình có cái số lượng. À, mình có cái số lượng gì nữa ta? Mình có giá, mình có số lượng. Mình có à mình có cái thành tiền đúng không? À, mình có cái thành tiền. À, thành tiền. Rồi, sau đó thì mình có một cái thằng nữa là nút nút xóa như vậy, nghĩa là ở đây mình có cái thao tác, mình có một cái thằng thao tác nữa. À, có thằng thao tác nữa. Rồi, cái thằng TH này mình đã có rồi thì tiếp tục các bạn phải có một cái thằng nữa là gì? Cái T body để mình chút chút nữa mình thực hiện là làm gì? Mình thực hiện là mình chia sức cái thằng này để mình hiện ra cái sản phẩm. À, rồi. À, phía dưới T body thì thầy sẽ có một cái hàng nữa để làm cái gì? Để cái thằng này nó hiện ra là tính tiền, à, tính tiền cho mình là tổng tiền là bao nhiêu tiền. À, tổng tiền là bao nhiêu tiền. Đồng thời á, thì nó cũng cái cột cái thằng thứ nhất là tổng tiền, thằng thứ hai là hiện ra số tiền. Đó, nó hiện là số tiền. À, ví dụ như là cái gì đó. À, ví dụ như số tiền này chẳng. Đấy. Rồi, ok, chạy thử nó như thế nào. À, bây giờ mình sẽ cho thằng này gộp ô lại nha. Thì gộp ô ngay chỗ này là thì gộp cột lại. À, span 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cột. Ok. À, vậy là mình đã hiện được cái thằng giỏi hàng lên rồi đúng không? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đẩy dữ liệu từ cái thằng local story hồi nãy chúng ta cái cạc á, ở trong lưu trong local story á, mình sẽ đẩy nó lên đây. Đẩy lên đây nhé. Rồi, ok. Vậy thì đẩy lên đây thì chúng ta sẽ vào bên cái thằng cạc.js, cạc.js đúng không? À. Chúng ta cũng lấy cái thằng bên kia. Đâu rồi? Đây, chúng ta bắt đầu khai báo lại cái thằng cạc này giống như cái thằng bên bên cái fireman.cs sao. À, mình sẽ bỏ vào trong đây. À, cạc.cs của thầy nè. À, khai báo một cái thằng cạc nếu như mà nó ở trong cái chat trong local story mà có cái biến là cạc. À, có cái giờ có cái mạng của mình là cạc bỏ trống rồi. À, thì tiến hành lấy nó ra. À, tiến hành lấy nó ra bằng cách là JSON bạc nó ra. À, còn nếu như mà không có thì khai báo cho nó một cái thằng rỗng, một cái bảng rỗng nha. Rồi. Sau đó mình thử mình còn nãy mình còn slot rồi đúng không? Bây giờ khỏi chết nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nó ra cạc for x. À. Cạc for x. Ủa sao gì vậy? Sao vậy? Sao có array đây nữa? Rồi, ok. À, thì ngay đây thì sẽ đưa vào hai cái thuộc tính đó chính là cái phần tử của nó là item và thứ hai là index của nó. À, index của nó là chỉ một của nó. À, tại sao mình có index nữa. Rồi, chúng nữa nói. Bây giờ mình sẽ bắt tới cái phần tử đó document chat query selector, mình bắt tới cái thằng table body hồi nãy đúng không? À, table body chính là cái gì? Đó, cái thằng ở giữa trong đây nè, ở giữa có thằng này nè, hai cái thằng tổng tiền với cái thằng hàng ở trên nè, à, tiêu đề đấy. Rồi, table body chấm à, in.html cộng bằng à, cộng bằng đấy. Sau đó mình đưa cái dữ liệu này vô. Ok. Rồi, à, mình sẽ hàng tira tira. Rồi trong tira này á, thì chúng ta sẽ đưa vào là cái gì đây? Đó là td td à, td. Rồi, TD. Ở cái TD đầu tiên á, TD đầu tiên á thì chúng ta sẽ thực hiện là mình sẽ đưa index đó và mình sẽ đưa cái số tự vào đúng không? Bữa nãy mình nói là số thứ tự, vậy thì làm sao lấy được cái số thứ tự nó đây? À, làm sao mà lấy được cái số thứ tự của nó đây? À, lúc này các bạn thấy là khi mà thầy gõ mới có nhiêu đây à. À, thì bên kia nó đã hiện ra được hiện ra được cái khung rồi. À, dữ liệu bây giờ mình nhét vô. À, lý do tại sao nó hiện ra được 1 2 3 4 1 2 3 4 là nãy mình đã mua 4 sản phẩm đúng chưa? À, ok, vậy thì lúc này mình bỏ vào ngay chỗ này nè.
À, số thứ tự thì các bạn sẽ bỏ vào đô la index. À, thử nè, lưu lại nè, nó ra 0, 1, 2, 3. Nhưng mà mình muốn bắt đầu từ 1 thì lúc này mình sẽ sửa là cái này là cộng 1. Ok, 1, 2, 3, 4, được chưa? À, rồi, à, tương tự như vậy thì đối với cái thằng ở đây, đối với thằng thứ hai là người ta có tên đúng không? Có cái tên, thì tên của nó chính là item chấm gì? Chấm gì? Trước mình có gì? Item chấm, à, chấm nem của đó đúng không? À, ok, chết thử. Đấy, ok, hiện ra rồi. Tương tự ha, đối với hình ảnh. À, hình ảnh thì đây là một cái email, do đó các bạn phải gọi là imgrc bằng ha. Sau đó các bạn truy xuất vào trong cái thư mục email của nó, nghĩa là ngay đây là cái gì? À, ngay đây là email sẹt, email sẹt rồi. Sau đó mình sửa vào là đô la. Copy đi cho nó nhanh. Rồi, ngay đây là cái gì? Email đúng chưa? Rồi, vào chat thử coi đúng không? Đấy, nó lên được cái dữ liệu rồi đúng không? À, ở đây là thầy đã CSS cho nó rồi nè. À, thì CSS nó mới đẹp vậy, chứ không là nó sẽ lớn nhỏ tùm lum hết. À, rồi. Tiếp tục thì mình tới cái thằng nữa là cái thằng gì đó là giá và số lượng đúng không? Giá nè. Giá là price là gì? Giá là chúng ta bữa là cái gì? À, giá là sale đúng không? Còn số lượng nãy là quantity nè. Quantity là quantity đấy. Rồi, thành tiền nè. À, thành tiền thì là cái gì? Thành tiền thì chính là giá là nhân với số lượng nè đúng không? À, vậy thì thầy lấy cái thằng quantity nè, số lượng nè, thầy nhân với cái gì? Thầy nhân với cái gì? Nhân với là dấu nhân đâu? Đây, nhân với cái thằng item chấm chấm sale, à, nhân với cái giá trên item chấm sale. Đấy. Thì các bạn thấy là có thằng là nãy mình mua là hai sản phẩm nè, đúng không? Nó sẽ tăng lên nè, nó sẽ tăng lên. Còn thằng một sản phẩm giữ nguyên nè. Hai, đúng không? Rồi bên cái thằng thao tác. Thao tác thì chúng ta sẽ có một cái nút ở trong đây, à, mình sẽ có nút ở đây. Đó là cái nút button. Đúng không? À, cái nút button. Cái nút button này á, chính là cái nút xóa. À, nút xóa. Thì chúng ta cũng bắt chước hồi nãy, mình cũng đưa vào cái nó là cái gì? Mình cũng đưa vào cho nó một cái data ID đồ nhân dân đồ ha. À, rồi để mình đưa cái ID đó vào ha, rồi mình tạo nó collapse để coi nó xóa cái phần tử nào. À, được chưa? Đấy. Ngay chỗ này nè. Thầy đưa cái data ID vô. Data ID nè. Đây. Rồi, thì đưa vào là đô la. Rồi, ngay đây thì ID của nó chính là cái gì? Item chấm ID. Đúng không? À, rồi có thể là tạo cho nó một cái class gì đó. À, class của nó. À. Class của nó là đeo rò đúng không? Đeo rò. Đeo rò đấy, xóa sản phẩm. Đây. Rồi. Qua đây coi thử nó là sao. Đó, à, nó có nút xóa nè đúng không? Và là tạo cái nút và các bạn là một cái icon. Bạn tạo cái icon trong đó cũng được ha. Rồi. Bây giờ tới cái thằng tổng tiền. À, ở đây mình chưa tính được tổng tiền đúng không? À, đây mình chưa tính được cái tổng tiền. Như vậy thì để làm được cái tổng tiền này á, thì tổng tiền này thì chúng ta sẽ thực hiện là cái gì? Mình sao mình đi viết cái hàm đi. À, viết cái hàm đi. Đây. À, cái này là show ra đúng không? Show ra. Show kẹt. À. Còn này là gì? Tổng tiền. Rồi đầu tiên thì chúng ta cũng tạo một cái biến tổng tiền đi, ví dụ như thầy đặt đó là sum đi, tổng tiền là sum đi bằng không đúng không, lúc đầu bằng không, sau đó thầy cho cái cạc này chấm for x và là chấm for x. À, nó vẫn bị lỗi nha, for x này được không? Ok được này. Rồi thầy cho từng phần tử của nó. Ở đây thì không có đụng tới index nữa, do đó không có đưa index vào. Còn nếu mà có index thì chúng ta sẽ bỏ index giống như trên. À. Rồi thầy cho cái sum này cộng bằng. À, sum này cộng bằng bằng gì ta? Bằng gì để ta? À, bằng gì để ta? Nghĩa là bằng cái thành tiền này đúng không? Bằng cái thành tiền này nhân với cái, tức là thành tiền này bằng số lượng nhân với giá này đúng không? À, vậy thì ngay chỗ này nè. Item chấm là chấm gì? Chấm sale nhân với gì? Item chấm
chấm void đấy, chấm void đấy, được chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ show ra ngay chỗ cái thằng tổng tiền này. Vậy thì show sao? Qua bên cái kẹt coi mình viết cái gì rồi. Nãy mình chưa có gì đó hết trơn đúng không? Vậy thì đặt nó rỗng đi. Sau đó đây mình đặt cho nó một cái ID. ID này mình tính là sum nè. Đặt này là sum money đi. Sum money. Đấy, tính tổng tiền. Rồi vậy thì bên cái kẹt CS này chúng ta làm cái gì? Document chấm get element by id query selector gì cũng được, thắng ở cái gì sum money đúng không, tính tổng tiền đúng chưa, chấm gì nào, html bằng bằng gì, bằng sum sum bên trên. Rồi ok, qua đây chép thử coi sao. Đấy, ngon lành, mình đã tính được cái tổng tiền của nó rồi đúng không? Mình đã tính được cái tổng tiền của nó rồi. Rồi vậy là cái phần giỏ hàng ha. Mình cũng là show được dữ liệu như thế rồi ha. Rồi bây giờ thôi, giờ ta nút xóa đi. Mình xóa thì mình phải thực hiện mình lắng nghe sự kiện clip ở trên app, ở trên event ha. Rồi vậy thì ngay cái chỗ này, mình viết cái thằng xóa luôn đi. Xóa mình đây. Xóa xóa các sản phẩm trong kẹt không? Rồi. Để xóa sản phẩm trong kẹt này thì là document.query selector ở trên cái khúc nào có copy cho nó lẹ. Đây quay bên đây coi thử có không. Ok có này đúng không. Copy tới khúc này đi. Rồi qua bên cái thằng kẹt.cs. Đây. Document.add event listener lắng nghe sự kiện đúng không? Không phải mình không có scene. Rồi, sau đó là sao? Mình lấy được cái mình sẽ click thử coi cái ID có như thế nào. Nhưng mà cái content này lúc này chúng ta là cái gì? Deal rồi. Deal rồi chứ không phải BTN buy nữa đúng không? Mình xóa sản phẩm đúng không? Deal rồi. Rồi ok. Cái gì đây? Đóng ngoặc nè đúng không? Một cái đóng ngoặc thứ nhất nè đúng không? Đây, sau đó thì là cái gì đây? Thứ hai là đúng chưa? Hết chưa? Hết rồi, ok, ra thử nè. Và trong cái console này nè. Ui sao cái thằng này nó hiện ra hoài vậy? Rồi bấm vào trong cái thằng xóa nè. Đó, bắt được thứ năm đúng không? Bắt được thứ 11 rồi đúng chưa? Ok, bắt được rồi. Vậy thì mình chỉ cần thực hiện cái công việc là mình làm gì? Mình xóa sản phẩm đó thôi. Bắt được rồi nè đúng không? Đấy. Sau đó thì thầy sẽ thực hiện công việc đó là thầy sẽ lấy cái kẹt này. Chấm slide. Xóa là sử dụng gọi là slide đúng chưa? Slide. Rồi. Xóa từ đâu? Xóa từ đâu mới được chứ? Xóa từ đâu mới được chứ? Vậy thì lúc này mình phải bắt được cái index của nó. Mình phải bắt được cái index của nó. Vậy thì lúc này mình phải bắt được cái index của nó, tại vì phải xóa từ cái index và xóa từ một phần tử đúng không? Như vậy thì giống như hồi nãy, để bắt được index thì chúng ta làm gì? Scan index bằng gì? Cạc chấm file index. Tìm coi cái thằng đó nó có index là bao nhiêu. Và cái thằng mình cần tìm đó chính là cái thằng mà nó cái phần tử chấm id mà thằng bằng với cái thằng đó. Bằng bằng với cái thằng id. Bằng với cái thằng id id nè, mình có id mình đưa mà mới tìm được nè đúng không? Chỉ là từ cái ID mình sẽ dò ra được cái index của nó. Rồi sau đó có cái index của nó thì chúng ta mới xóa được cái sản phẩm đó. Xóa được sản phẩm đó. Được chưa? Rồi ok. Rồi, ngay chỗ này. Kẹt slide. Kẹt slide. Rồi sau nữa sao? Sau đó mình sẽ tiến hành mình làm cái gì? Mình local storage, nghĩa là mình cái kẹt của mình mới thực hiện trên cái kẹt thôi, cái giỏ hàng của mình thôi. Còn bây giờ mình khi mình load lại cái trang, mình load lại cái trang, thì cái trang của mình nó phải làm gì? Nó phải là cái trang của mình nó phải lấy cái đọc dữ liệu lại từ local storage. Vậy thì khúc này mình phải đổ ngược lại, nghĩa là cái gì? Local storage.set item ngay chỗ này nè, thầy phải đổ nó ở thằng kẹt. Thầy đổ nó ngược lại, thằng kẹt này thầy đổ ngược lại.
Rồi qua đây copy cho nhanh nè, hồi nãy mình đổ ra đâu, đây set item nè, mình đổ ngược lại vô local storage nha. Đây đó, đổ ngược lại vô local storage. Sau đó thì để load là cái trang, đó là cái trang window chấm location chấm gì reload, để mình load là cái trang, load là cái trang đó, window chấm location chấm reload. Rồi ok, ra ngoài thử coi sao. Bấm nè, ba sản phẩm nè, thấy chưa, hai sản phẩm nè, thấy chưa. Ok, vậy là chúng ta đã thực hiện được cái công việc, đó là chúng ta xóa được cái sản phẩm đó, xóa được cái sản phẩm đó. Hoặc là chúng ta, nếu như mà chúng ta không có sử dụng Windows Reload này, thì các bạn có thể tạo cái hàm show card đây, sau đó các bạn gọi là cái hàm đó, gọi là cái hàm đó lần nữa, để nó show lại lần nữa, để show lại lần nữa. Rồi tiếp tục, tiếp tục chúng ta có thể là thêm vào dấu cộng với dấu trừ đây để mình làm gì, để mình tăng cái giá trị, hay về giảm giá trị cái số lượng của cái cạc của mình, đúng không? Vậy thì ngay đây thầy thêm vào chức năng nữa là chức năng gì? Tăng gì, tăng số lượng đi, tăng số lượng. Vậy thì quay lên trên, quay lên trên, cái tăng cái số lượng này mình chưa có đưa vào nè, đúng không? Bây giờ đưa vào đâu đây? Đưa vào cái thằng vô ti này nè, đưa thằng vẽ bằng vô ti này. Vậy thì ngay chỗ này đi, ngay chỗ này sao đây, ngay chỗ này sao đây. Ok, sẽ bỏ này vô một span nhé. Rồi thì bỏ cái này vô một cái span. Span. Rồi dán này vô đây. Ok. Sau đó thì ở trên đây thì thêm vào một cái button nữa, một cái button nữa. Và button này là button này là button giảm này, dấu trừ đi, đúng không? Button giảm. Button giảm là dấu trừ ha. Rồi cái button này thì thầy sẽ đặt cho nó một cái thằng gì? Đặt cho nó một cái class luôn, class luôn. Class của nó là, thầy đặt cho nó là cái tên là tăng đi, tăng đi. Hay là cái gì để cho dễ đây? Plus hả? Plus là cộng hả? Sub là trừ hả? Ok, mình đặt nó là thôi giờ tăng đi. Rồi, plus đi. Ok, dấu cộng ha. Đồng thời mình cũng có data ID nha, mình cũng data ID giống như cái thằng kia. Data ID của chúng ta là mình sẽ đưa cái thằng gì vô đây? Data ID là đưa cái thằng gì đây? Item chấm gì? Chấm ID vô. Đô la item chấm ID vô. Đô la item chấm ID để mình đổ vào trong đây nha. Ok. Tương tự mình có nút trừ, nút này nút trừ ha. Nút trừ trước, vậy thì cái này là sub đi. Rồi cái thằng phía dưới này mình sẽ plus, plus này là dấu cộng. Đó, plus này là dấu cộng nha. Rồi qua đây chạy thử. Đấy, mình có cộng và trừ đúng không? Bây giờ mình sẽ thực hiện là mình tăng mình giảm cái này lên đúng không? Tăng cái giảm này lên. Đấy. Rồi. Để tăng thằng này giảm thằng này thì chúng ta sẽ thực hiện là cái gì? Mình xuống dưới đây mình viết cho nó nè. Mình cũng lắng nghe sự kiện đúng không? Vậy thì khúc này thì cũng copy của ông bên đây thầy đưa vào. Đấy, cái sự kiện của mình là mình lắng nghe, ngay đây là lúc này là cái gì? Cái class của mình là gì? Là sub nè. Và ta tay đi nè, tăng hả? Tăng là plus nè. Tăng là loose nè, đúng không? Loose nè. Data ID. Rồi ok. Đóng nè. Đóng nè. Đóng nè. Còn lỗi không? Cái này đây nó thiếu dấu. Rồi ok. Bắt lỗi thử nè, is bad nè, bấm vô nè. Is bad nè. Console nè. Bấm vô cái thằng dấu dấu cộng nè, đúng không? Bắt được rồi đúng không?
bắt được nè đúng chưa? Ok, bắt được cái ID của nó rồi. Rồi bắt được cái ID chúng nó thì bây giờ mình sẽ thực hiện mình làm cái gì? Mình có ID rồi thì mình cũng đi tìm giống như hồi nãy đúng không? À, mình cũng đi tìm giống hồi nãy. À, vậy thì lúc này thầy nếu như mà cái chỗ này thì thầy sẽ đi tìm cái ID của nó nè. À, thầy đi tìm ID của nó nè. À, xin lỗi, tìm cái desk của nó nè. Có ID rồi á. Có ID rồi, tìm desk của nó rồi. Rồi, mình sẽ kiểm tra coi cái thằng quality đó có lớn hơn cái quality đó sao đây. Hiện giờ là mình đang tăng số lượng đúng không? À. Quality của chúng ta là tăng số lượng lên. À thì mình sẽ tăng lên là một đúng chưa? Vậy thì ngay đây mình cái cạc của mình nè. Mình sẽ cho nó là index chấm gì? Quality nè. Cạc index nghĩa là gì? Là phần tử. À, phần tử cái sản phẩm của mình nó vị trí index đó, đó. À, quality này mình sẽ cho nó lên cộng 1. Đấy, lên cộng 1. Sau đó thì các bạn cũng Windows delete giống như này. Windows location delete. Đấy. Rồi. Ủa nó có tăng không vậy? Có tăng không vậy? À nó tăng rồi, nhưng mà cái cạc lúc này chúng ta làm cái gì? Mình chưa có đổ ngược lại vào trong cái đầu file để nó lưu đúng không? À ok. Đó, à ba đúng không? Đấy, tương tự vậy ha. Đối với thằng giảm số lượng thì chúng ta cũng copy ta dán vào đây luôn. Đấy. Tăng rồi, sau đó mình tới gì? Tới à, tăng là giảm nè, số lượng. Lose thì nãy mình là sub đúng không? Sub là mình trừ nè. À, cái chỗ này bây giờ không có cộng nữa mà là trừ. Đây, ok chạy thử nè. Trừ nè. Đấy, nó bị lỗi chỗ này nha. Đó là khi mà cái số lượng này chúng ta không người ta phải quy định cho nó, à, mình phải quy định cho nó cái số lượng như chỗ này ha. Chứ không có để gì đó, để như thế ha. Hoặc là chúng ta có cách này hoặc là chúng ta có cách khác là mình có thể hiện ra cái chỗ này là cái chỗ input để người ta nhập vào nè. À, chỗ input người ta nhập vào ha. Rồi ok mình làm cái này đi, chút nữa mình thử cái thằng kia của nó sao nha. Mình sẽ check điều kiện cái đã. À, nếu như mà cái gì? Nếu như mà thằng quality của cái thằng IDEP này nè. Cái sản phẩm á mà có IDEP này nó có quality mà nó bé hơn là mấy đây? Nó bé hơn một thì là không trừ, nó bé hơn hai đúng không? À, nó bé hơn hai thì mình có thể là mình trừ được ha. Nó bé hơn hai thì mình có thể là mình trừ được. Ủa lộn, nó lớn hơn chứ, nó lớn hơn một. À, lớn hơn một vậy là nếu bằng hai đi, hai thì trừ một. Ok, lớn một thì chúng ta có thể là ta trừ nó, chúng ta trừ nó. Rồi đúng không? Nha, nếu mà lớn hơn một thì trừ. Hay. Còn lại thì sao? Lớn hơn 1 nghĩa là 2, 2 trừ 1 là 1. Sau đó nếu mà bằng 1 thì sao? Bằng 1 thì mình xóa luôn. À, bằng 1 mình xóa luôn, nghĩa là lúc này mình sẽ cái gì? Gạt slide của mình sẽ đi, gạt slide index. À, mình xóa nó luôn. Gạt slide index. Đấy, xóa luôn. Rồi thử nha. Cộng nè. Đúng không? Rồi trừ nè, 1 nè. Xóa luôn. À, được chưa? Rồi. À. Ok, vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta cái qua mình qua đây mình thêm thử thử tiếp nè. Mua ngay nè. Load lại trang nè. Đấy. À, thì lúc này các bạn có thể là tạo cái liên kết khi mà mình nhấn vô cái giỏ hàng này thì nó chuyển qua cái trang giỏ hàng bên đây. À, được chưa? Trang chủ đó, nhấn giỏ hàng thì chuyển qua bên đây. À, chuyển qua bên đây. Đó thì cái đó phần liên kết lên tập từ làm rất dễ. Ok. Vậy là mình xong cái trang giỏi hàng rồi ha. Ừ. Rồi chúng ta có thể thử bằng cách khác nữa. Bây giờ cách khác là như thế nào đây ta? Cách khác như thế nào đây ta? Là bây giờ ngay chỗ cái thằng ngay chỗ này đi. Ngay chỗ này đi. Là một cái thằng input đi. Input. À, input. Và nó có cái value.
nó value của nó là gì, dollar item.qt, có thể mình sử dụng cách này nha. Đấy, ok, input nè, dollar value. Đấy, lúc này các bạn thấy mình có thể nhập được vào dữ liệu được nè, đúng không? À, mình có thể nhập dữ liệu được nè, đúng chưa? À, nhưng mà cái file của này chúng ta, input file của chúng ta là gì? Bằng number nè. Bằng number nè. Đấy. Rồi, đằng chi để mình tăng giảm với số lượng là được nè. Đúng không? À, tăng giảm số lượng lên được. Đó. Thì cái mình muốn cho nó không mà giảm về, mình cho nó min. Min nó là bằng 1 đi. Min bằng. À, min 1 là không có giảm về âm được nè. Đúng chưa? Rồi, ok. Vậy thì ngay chỗ này, ngay cái input này, thầy cũng đặt cho nó luôn. Thì copy này nè. Copy cho mày một cái sub. À, cho một cái thằng xóa này đi nha, xóa cái nút luôn. Đấy, input class này thầy đặt cho nó là cái gì đây? Quality đi, class là tên là quality đi, data đi bằng cái này đưa vào ha. Vậy thì lúc này mình cái thằng xóa với cái thằng tăng nè, à, xóa với thằng tăng như thế này mình làm sao đây? Xóa với thằng tăng này mình làm sao đây? Rồi đột. À, ok mình thử nha. Bây giờ về xóa tăng gì không còn biết, bây giờ mình gọi đây đây nè. À, cái thằng này xóa hả? Xin lỗi, thằng tăng và thằng giảm nha, thằng tăng và thằng giảm. À, cái thằng này giảm tăng số lượng nè, thì giờ đổi mình gọi là thay đổi số lượng. Đấy, thì thay đổi số lượng. Giờ giảm không còn nữa đúng không? Bỏ nó luôn cho rồi. Đấy. Rồi thay đổi số lượng hả? Thay đổi số lượng thì bây giờ đây là cái không phải list mà là gì? À. Ok. Ê, target chấm gì? Chấm value. Đây. Đó. À, vậy là chúng ta đã thực hiện được cái việc là chúng ta tăng giảm với chỗ này là đúng không? Tăng giảm với chỗ này rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm cho nó overload lại luôn. Vậy thì muốn overload lại thì thầy ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này nè. Ngay chỗ show kẹt này là thầy viết một cái hàm nhé, viết cái hàm đi, cái hàm này thì gọi là function kẹt chứ có ít đúng không? Ok, còn chữ show function show show kẹt này, function show kẹt đi. Ok, dán nó vào. Đấy. Sau đó đây mình gọi là cái thằng show kẹt đó thôi, show kẹt. À, được chưa? Vậy thì ngay chỗ này nè, ngay cái window này xóa sản phẩm này, mình chỉ cần là gì, show kẹt là cái, ai show kẹt là cái. Rồi dưới đây cũng vậy, à, không có cần phải là window location reload gì trên, à, show kẹt cái là xong. Còn cái thằng nào nữa không? Ok, xem lại nhé. Tăng nè. Đây. Nhưng mà số kẹt lúc này các bạn thấy nó sẽ làm gì? Nó tăng lên cái khúc này lên gấp đôi. Lý do tại sao? Lý do là lúc mà số kẹt này nè. Nó cộng lại dữ liệu của cái thằng này. Vậy thì lúc này ngay chỗ này cho của nó bằng rỗng cái đã. Đây. Thì cho khúc này nó bằng rỗng cái đã nha. Ok, cho mày bằng rỗng cái nè. Đấy. Đó, được chưa? Tăng giảm các bạn có thấy lúc này mình không có load lại window, window mình không load, à, mình chỉ thực hiện là giống như bữa trước mình thực hiện đối với cái thằng là admin, admin cũng làm như thế ha. Ok, vậy thì cái mình đã thực hiện được cái chức năng đó chính là thêm cái sản phẩm vào trong giỏ hàng, rồi sau đó mình show sản phẩm ra, tăng giảm số lượng lên đúng không? Rồi sau đó là mình xóa, à, sau đó là mình xóa nha. Rồi, ok.